Xin chào tất cả quý vị đã cùng đến với chương trình Check-in Việt Nam. Như hôm nay sẽ là một số check-in rất đặc biệt, vì chúng tôi sẽ check-in tại Đài Truyền hình Việt Nam ở địa chỉ 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Và đặc biệt là check-in phòng sản xuất khai thác các chương trình nước ngoài, bởi vì Phúc là một lính tò te mới vào phòng này từ ngày 1 tháng 6 năm nay mà thôi, chỉ với 2 tháng, 3 tháng mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá và cùng xem check-in phòng sản xuất và khai thác các chương trình nước ngoài sẽ có điều gì đặc biệt và thú vị nhé. Đi nào, get go! Chào mọi người, em chào chị Phương. Chị ơi, em là người mới vào phòng mình luôn, là mới được 3 tháng để trước em ở phòng công nghệ. Em ở công được chuyển công tác ra VTV 2 năm, 5 năm nay rồi, nhưng mà vào phòng này mới có được 3 tháng thôi. Còn chị vào đài từ khi nào ạ? Ta vào từ năm 1976. 1976. Trời ơi, lúc đó là chị bao nhiêu tuổi? Lúc là 23, mới ra trường mà. 23 tuổi, lúc đó là chị vào là cái phòng nào, cái khâu nào của V2? À, không, V2 về sau mới có. Không, chứ là ban khoa giáo thôi. Chưa là ban khoa giáo luôn. Dạ vâng. Mình là phòng biên dịch. Dạ. Sang vòng phòng quan hệ quốc tế. Dạ. Sau đấy thì đi học ở Nga về thì về làm chương trình của ban khoa giáo. Là tiếng Nga đúng không ạ? Chuyên về tiếng Nga. Tiếng Nga. Nhưng tiếng Anh chị cũng giỏi rồi đúng không? Không, thường thường thôi. Nhưng mà chị vào là chị thích nhất và ấn được tự kỷ niệm của chị nhiều nhất về về ban mình là gì ạ? Ban mình ấy. Dạ. Ban mình á? Ban mình thực ra là khi mà thành lập đài ấy, thành lập ban ấy, dạ, thì là thực ra trong ban chỉ có 7 người. Sau đấy thì tất cả cũng tỏa ra là thành lập các phòng ban. Dạ. Phòng ngoại ngữ trong cũng chung một cái dòng chảy đấy. Tức là cũng thành lập dần. Trong đó thì thu thập những bản tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Pháp. Yeah. Và phòng mình làm ba hai mảng, mảng dạy ngoại ngữ và mảng khai thác các chương trình qua vệ tinh hoặc là bản quyền. Thế là nói chung là bọn mình làm cũng rất nhiều. Khởi đầu của ban khoa giáo là khi các phòng ban thành lập ấy, thì hầu như là chưa kịp sản xuất để mà phát sóng đủ cho một cái kênh riêng. Yeah. Thế là phòng mình là cái phòng nổi trội nhất, là rất nhiều chương trình phủ sóng của cái ban khoa giáo ngày đầu tiên. Và bọn mình rất tự hào là bọn mình đã phủ sóng cho tất cả để ban giữ được một cái khoảng đất của kênh mình. Yeah. Và sau đấy thì một cái chương trình mà được lại ấn tượng nhất là cái chương trình gọi là Thế giới động vật. Wow. Hot lắm. Hot lắm. Ai yêu mến, cả nước yêu mến như chương trình đấy. Tất cả mọi người rất thích cái chương trình đấy. Yeah. Sau đó thì các chương trình dạy ngoại ngữ thì ra đời. Yeah. Bằng các thứ tiếng khác nhau. Anh Pháp hay chưa? Chị nhớ cái người đang đứng quay phim chị like không? Tên gì chị nhớ không? Đây là em anh. Ôi, vẫn còn nhớ. Và bây giờ đã là trưởng thành gọi là quyền trưởng phòng của ngoại ngữ rồi. Giờ là sếp của tụi em, sếp là em. Đó, chị là người nhớ. Chị là người nhận anh vào. Chị là người nhận anh vào đúng không? Tiêu chí của chị hồi đó, chị nhận người vào khoa giáo như thế nào? Chứ khó khăn không? Bây giờ khó lắm chị ơi, khó vào khoa giáo lắm. Thực ra là bạn đã vào VTV thì là rất là khó rồi. Dạ vâng. Thế nhưng mà cái tiêu chí của mình là con người phải đam mê và có nghề giỏi nữa, và rất phải đam mê thì bắt đầu khi có cái đam mê thì từ cái không biết gì là cháy bếp. Tại vì là khi người ta đam mê, người ta tìm tòi và người ta có cái sáng tạo chứ không phải học, mà không phải là tự mà có được. Thế bây giờ chị vẫn trẻ đẹp, vẫn là... Úi dồi ôi, cảm ơn. Mình là em nghĩ bây giờ lên bà đúng không? Bây giờ là chị là bà rồi đúng không? Rồi. Tức là mình phải nói là mình là người muôn năm cũ của ban khoa giáo, của trong một trong những người ban khoa giáo. Năm nào sinh nhật là cũng nhớ tới tụi em hết. Và năm nay sinh nhật 35 năm của ban khoa giáo thì có một lời chúc gì cho tụi em nè. Lời chúc hả? Dạ. Tức là các bạn phát huy hết cả cái nhiệt tình, đam mê của mình để mà phục vụ cho cái sự nghiệp truyền hình. Và riêng ban khoa giáo thì mình mong muốn rằng là các bạn ngày càng làm được nhiều hơn các chương trình mà gọi là quảng cáo được tinh túy của cả của thế giới. Và kèm lại là làm thêm tất cả những chương trình mà có thể quảng cáo được Việt Nam trên cho bạn bè thế giới biết về Việt Nam mình. Dạ vâng, cảm ơn chị Phương và chúc cho chị Phương thật nhiều sức khỏe. Mà hy vọng ngày hôm nay là chuẩn bị cho sinh nhật khoa giáo thì chúng em lúc nào cũng sẽ nhớ tới tất cả các anh chị đã đặt người mua năm cũ. Dạ vâng, đặt những cái nền móng, những cái viên gạch đầu tiên cho khoa giáo để có được cái tiếng vang ngày hôm nay, khán giả yêu mến trong suốt 35 năm qua và 35 năm nữa. Rồi, cảm ơn. Chúc mừng sinh nhật chị và chúc mừng sinh nhật khoa giáo. Rồi, mình nói cho chúc mừng sinh nhật cho nhà 1 2 3. Chúc mừng sinh nhật ban khoa giáo. Năng lượng em là ngoài năng lượng.
Phương có biết là bây giờ phòng của mình sản xuất được những chương trình này không, tự sản xuất được ạ? Ồ, mình rất là thấy tự hào và mừng với các bạn ấy, là các bạn đã sản xuất được những các chương trình như Chất Việt, Made in Việt Nam, Check in Việt Nam. Em dẫn Chất Việt, em dẫn cái này á. Đấy, hình ảnh rất đẹp của ban khoa giáo. Khám phá. Các phim tài liệu. Và đặc biệt các chương trình truyền hình trực tiếp là phòng mình làm luôn, bắt chưa? Rất là giỏi. Tự hào, dễ tự hào không? Mà mình rất mong muốn rằng các bạn ấy sẽ phát triển cái mảng ấy lên luôn để sánh vai các cường quốc năm châu trong ban khoa giáo. Tức là những phòng khác. Tức là cũng sản xuất được tất cả những chương trình mà mọi người có thể sánh vai mọi người, là cũng có giải, rồi là cũng rất hoành tráng và nói về Việt Nam chứ không chỉ có thế giới. Ok, cảm ơn chị Phương.